Thêm blogger Hồng Lê Thọ vừa được tại ngoại tin từ Sài Gòn. Chỉ một ngày sau khi nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trước Tết Nguyên đán, blogger Hồng Lê Thọ, người đang bị truy tố theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, cũng đã được tại ngoại. Ông Thọ tự đón taxi về nhà trong sáng ngày thứ Tư 11 tháng 2 trong sự bất ngờ của gia đình. Sức khỏe của ông tốt và tinh thần bình thường. Nhiều nhà bình luận trong nước cho rằng Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay TPP là sức ép để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các nhà tranh đấu trong nước. Trong thời gian qua, Liên Âu cùng với Tòa Thánh Vatican đã liên tục yêu cầu Hà Nội thả các bloggers bị bắt. Theo trang web của Bộ Cộng sản Việt Nam, ông Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, bị bắt vì đăng lên mạng các bài viết có nội dung xấu và thông tin sai lạc, làm mất uy tín và gây mất lòng tin trong nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, các cơ quan xã hội và công dân. Những cáo buộc như vậy cũng áp dụng chung cho nhiều bloggers khác như Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già và anh ba xàm Nguyễn Hữu Vinh. Ông Thọ bị bắt giam vào khuya ngày 29 tháng 11 năm 2014. Ông là chủ blog của Người Lót Gạch, một trang tổng hợp tin tức, bài viết của nhiều tác giả tương tự như trang Anh Ba Sàm của Nguyễn Hữu Vinh cũng đã bị bắt. Theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, là người cùng ông Thọ nghiên cứu nhiều vấn đề về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông cho biết, ông Thọ có quan điểm chính trị rõ ràng, cái gì nhà nước sai thì phê phán, cái gì đúng thì bảo vệ.